Ý tưởng đưa xe vào tâm dịch COVID-19. Xe này là thực sự là bên hệ thống của bọn em thì mình đã làm từ năm 2019 rồi, trước khi dịch bùng phát luôn. Khi mà cuối năm 2019 dịch nó bùng lên là bọn em sẵn đang có xe luôn. Sẵn có xe và có người làm nên là bọn em tiến hành triển khai từ đầu mùa dịch tới bây giờ. Kỷ niệm không thể quên khi hoạt động trong khu bệnh viện truyền nhiễm dã chiến số 5D. Em vào đây được khoảng hơn một tháng, em vào từ 27 tháng 7. Mình đang ở nhà mà nghe nói là mình vào đây là mình vào khu cách ly mà cũng sợ lắm. Nhưng mà sau khi mà vào đây rồi á thì mới thấy được là mọi người ở trong đây cũng rất là an toàn. Chứ mình còn an toàn hơn ở bên ngoài nữa. Thì mình biết được ai là F nào, ai là F nào, mình biết được mọi người có kết quả hay chưa. Nên là cũng đỡ sợ hơn, mà trong thời gian đó thì bọn em cũng gặp được nhiều người bạn mới, nói chung là mình cũng rất là vui. Em nhớ nhất là các chị bác sĩ nữ, tóc của các chị đang rất là dài nhưng mà các chị qua bảo cắt hẳn hơn một nửa cho chị để chị làm cho nó mát mẻ. Em thấy buồn tại vì tóc mình nuôi lâu lắm rồi, nên là một khi mà cắt ngang như vậy là phải nuôi rất là lâu nữa mới được. Cũng rất là cảm kích từ các chị vì cái việc chung mà mình không có để ý tới việc riêng nữa. Đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Thì quá trình tổ chức cũng bảo đảm hết sức chặt chẽ trong cái việc phòng chống dịch. Trước hết là các đồng chí tình nguyện viên thì luôn có những cái cập nhật các cái kết quả xét nghiệm hàng ngày để bảo đảm âm tính khi thực hiện cái cắt tóc miễn phí. Anh em bộ đội chúng tôi thì khi đi cắt tóc thì trước khi đi cắt tóc phải xét nghiệm và có cái giấy xác nhận là âm tính. Cái kế hoạch tiếp theo của em chắc là vẫn cố gắng bám trụ ở đây để hỗ trợ cho mọi người. Vì như mọi lần mà cắt xong mọi người nói có người vào cắt tóc mới đỡ lo đỡ buồn, chứ lúc trước là các anh em toàn là đẩy đầu chọc hết rồi. Các chị nữ tóc dài rất là khó chịu. Tiếp tục gắn bó với tuyến đầu chống dịch COVID-19.